So smoke, yeah? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị. Hiện tại Bùi Hồ được anh Dezu cùng với các anh em đi sẽ di chuyển 7 km từ nhà nghỉ đi đến một cái bộ lạc khá là hay ngay tại nơi này. Cái lượng số người cũng khá là đông, khoảng 250.000 người ha. Và đây được cho rằng là bộ lạc có cái độ tiếp cận với lại cái sự phát triển xã hội đó là hiện đại nhất. Các bác quý anh chị thông cảm do bị một số trục trặc ngay tại sân bay nên Bùi Hồ đang cầm một cái máy quay của em Phong. À, cái lá này là uống cà phê đúng không? Đây, cái này mà nếu mà uống với cà phê không á thì nó cũng cái vị cà phê, nhưng mà nhúng vào cái ly cà phê uống nó thơm lắm. If you eat it's good for the stomach. À, rất là tốt cho bụng. Bà tử. Nồng. Nồng quá. Đắng mà rất là giống với hạ cốt. Cho anh thử một vị ít đi. Anh Hồ thử nha. Camera. Ela arsine var. Xinjiao var. Xinjiao. I love you Vietnam. I love you Vietnam. But I love you Vietnam. I love you Vietnam. Much love from Ethiopia. Much love from Ethiopia. We love you from Ethiopia. We love you from Ethiopia. Yes. Và đây là cái cây cà phê. And over there, mango. Mango? Mango over there. There is mango. Mango. Yeah. Đường thì sần quá luôn rồi. Con xin ăn, con đây gần được cây. I love you Vietnam. I love Vietnam. I love Vietnam. Ô, đây là một đứa bé người đang chơi với lại đất này. Ô, nhìn rất là đáng thương ha. They used to make door and window from this. Cưa ra làm cửa sổ mà. Có một anh ở trên này nữa. Ồ, anh ở dưới. Một cái cưa rất là to và một khúc gỗ rất là to luôn. Và bây giờ thì Bùi Hồ cũng tiếp tục đi. Đa số ở đây thì người dân châu Phi họ
xanh đẻ rất là nhiều. Chung đó là các đứa bé được tết tóc phải như thế này. À. Xin chào, xin em. Con đứa bé nó nói xin chào gõ ghê luôn á. Dạ, yeah, xin chào. Xin chào. Hết rồi, tên là quá tốt. Xin chào. Xin chào. Và đây là một cái ngôi nhà của người dân Ethiopia. Chắc giống như là một cái trại vậy. Được che bởi những cái cây, những cái lá cây ở trên, ở dưới đất bùn hay sao á. Bùn. Bây giờ thì bọn nhỏ nó bu càng ngày càng nhiều hơn. Nó gặp camera là nó cứ đi theo bụi hồ suốt vậy. Và bây giờ thì cũng buổi chiều. Các chị ở đây đang đi chợ về. Yeah. Okay. Bên này anh chị em mới đến vào đây. Và bây giờ vui họ cũng tiếp tục đi thôi. Một cái gì đó khi tiếp cận với công nghệ á, thì các đứa bé ở đây nó rất là hiếu kỳ. Chắc có lẽ là cuộc sống của nó chưa bao giờ tiếp cận được với những cái thiết bị công nghệ như thế này. Chứng tỏ Ethiopia là một điều gì đó rất là lạc hậu so với phần còn lại của thế giới. Ở Ethiopia, họ bắt đầu buổi sáng vào lúc 6 giờ sáng. Nếu như các múi giờ trên thế giới là 24, các ngày trong giờ trên thế giới là 24 giờ thì ở Ethiopia chỉ có 12 giờ. Họ bắt đầu buổi sáng vào lúc 6 giờ sáng. Okay. Tôi yêu Việt Nam. 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 My name is Uncle and the Kilu. Kirgistan. 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 Ay ay, đây là cái chuối. À, không, không phải là cái chuối. No banana. No banana. Không, không phải chuối. There is a true banana. Yeah, eat this one, the steam and the root. Cái này ăn được thân hình thân với cái gốc ra luôn á. Nó giống chuối. In Dorje we gonna see. In Dorje we eat the steam. Okay. In Dorje we eat this. With this one they make bread. Yes, from here. In Dorje. We see, okay. Đặc điểm chung là cái đầu của bé thì quấn, quấn lại, xoắn lại. Và đây là một cái ngôi nhà của người dân Ethiopia nhé. Ở đây họ chăn nuôi gà hay sao? Họ đang nấu một cái gì đó. No banana. No banana. Banana. Muzi. Muzi, it's a banana is. Banana is.
Tổng diện tích dân số của Ethiopia là khoảng 100 triệu dân, tương đương với lại dân số của Việt Nam. Tuy nhiên thì địa hình đồi núi thì họ bị chia cắt rất là nhiều, nên thành ra những cái bộ lạc vẫn giữ được cái vẻ truyền thống của nó. Và hôm nay thì Quỳ Hồ cũng sẽ đi vào đây để quay cho các bạn xem. Đây là một căn nhà của người Ethiopia. Hình ảnh các đứa trẻ ngồi một buổi chiều ngôi nhà như thế này có vẻ khá là buồn ha. Hình như là đang ăn một cái gì đó. Dạ. Họ đang ăn một cái trái bơ. Avocado. Cậu bé này đang ăn một cái trái bơ. Dạ. Và đã hết chỉ còn vỏ rồi. Xin chào. Xin chào. À. Được các bạn chỉ ở gọi là xin chào. Xin chào. Xin chào, tôi yêu Việt Nam. Yes. Yes. Bắt được cái đường đâu rồi. Bây giờ tiếp tục đi hả cô bác anh chị. Và đây cũng là một cái ngôi nhà của người Ethiopia. Đây chắc có lẽ là trường học ở Ethiopia. Không, là một cái ngôi nhà. Đồ gốm. Okay. Ngồi đây coi chị này làm đồ gốm. Bây giờ mình sẽ ngồi đây xem cách mà chị sẽ làm đồ gốm của người địa phương đó. China. No China. Vietnam. Vietnam. China là Vietnam. 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 This is a he made it a local telephone. Telephone. Mobile. Oh. Anh này có ước mơ là telephone. Em ơi. Đâu đâu đưa đây qua đây giờ. Đây là cái chiếc điện thoại của telephone. Yeah. Telephone. Yeah. Yes. Hello, Bella. Hello. Yeah. Hello. Come on, Zeno. Hello. This stone is one of the limestone which she find, you know, she bring it from the riverside. Riverside, yeah. So the reason she used this stone is to make strong the pots what she make it, you know. And there is a soil which she bring it from the riverside too, then she make together. So she used this stone to make strong for the pots, you know. So inside here all the stuff what she made. Cái điện thoại. Một cái ước mơ. Những cái hộp nhỏ nhỏ là cái bàn phím, còn cục đất sét đó chính là cái thân của điện thoại. Hello.
They take from river and she grinding. After grinding, she mix with mud. And this one is they use for strengths, become strong. Mày lại làm ra một cái bình này rất là like kỳ công. Cement. This one is like cement, you know, cement. Like cement. And she mix with like this one. They mix with this one. They mix with clay. And she make any kind of thing. Đây là một cái bình cà phê đúng không? Bình cà phê. This one is coffee pot. Coffee? Coffee pot. Yeah. Bằng đất đất với lại đá. Phải có Andagu, nếu như mà không có thì sẽ không trật tự được. Mỗi một đứa bé được một cái viên kẹo thôi nhưng mà nó rất là mừng ha. Cô kèo này nhỏ xíu, bé xíu à, mà tụi nó rất là mừng nè. Drink coffee, she make different place. $200 Kỳ công quá ha. $9 No, less than $9 Less than $1 $1 Yeah. Less than $1 Yeah, okay. It's like, in a cent, it's like 50 cent dollar. How much dollar? Làm một thôi mà đó. Mình sẽ quy ra tiền đô thì rõ nhất à. Tầm khoảng, em đoán khoảng 7-8 đô. It's like $3 3 3 đô la. Ô cái 3 đô à? Là 100 ngàn tiền Việt đó. Ố, 70 ngàn. Chị không chịu nhận, chị nói là ngại á, chị ngại á. Mà cái nó sợ ra cái. Nó sợ nó mà nó sợ mà qua rồi. Dạ dạ là cái gì nó cái. Thành đất sợ rồi. Mình sẽ mua. Giờ bà lên cái nhân này. Tặng ủng hộ chị. Mà tặng cái nào đó. Ok. Nha. Nó bị đột tiếng ngà chứ. Tại sao tặng cái cái đó ra chứ. Hử? Ra cái. Ana cái game sẽ gain tụi anh tặng cái sắc. Nhưng mà cái cách họ nghiên cứu ra đá để mà có chất cái gì đó. Đây nó là mình chứ nó không phải là dễ đâu. Đừng có cái bala bên này cái. Yani beyt mello ma chi zim bulo. Tất cả xuôi nó ăn được. Bắt con ba. Và đây cái ngôi nhà đắp đất. Đây là một cái ngôi nhà của họ. Một cái ngôi nhà được đắp đất và đây thậm chí là nó đã mục hết rồi. Ồ, đứa bé này nó chỉ một cái cây đu đủ. Đu đủ. Việt Nam đu đủ. Một cái ngôi nhà rất là tối. Đây là cái không gian bếp. Từ những cái đồ của chị nắng vỡ. Đây là một cái nồi. Hai cái bếp, một cái bếp, một cái bếp bên này. Đây là cái sản phẩm. Một cái ngôi nhà mà cái đầu đứng lên không tới luôn á. Bye bye. Bye bye. Chào chào. Say Sabiman. Sabi man. Xin chào. Xin chào.
Bay, talk. So talk. You. You. Vietnam. Vietnam. Okay. Bye. 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 Dạ. Chia sẻ với mọi người á, là một đứa trẻ ở châu Phi mà khi mà cái tay mà nó có nhiều vết thương như thế này á, lại là được sao là cái nét đẹp của nó. Càng lớn mà nó có nhiều vết thương như vậy á, là đẹp nha. Bốc lên từ cái ngôi nhà này. Ở trong đây là họ đang nấu nướng nè. Và bây giờ thì lại đây để xem cái ngôi nhà này ha. Đây là xung quanh cái ngôi nhà. Có những cái bình được họ làm gốm á. Ngọc quá hả? Ờ hết nổi rồi. Vô đi anh Hồng. À. Dạ. Một cảnh tượng vừa tối. Ở bên đây là khói. Đây là một cái bạn bạn gái đang đang lượm những cái vỏ bí. Dạ. Rất là tối luôn mọi người. Và thậm chí là ở trong này thì rất là ngợp. Và đây là những cái hộp bí. Bên đây là đang nấu một cái gì đó. Nhìn rất hùng. Ây da, ngợp quá. Ok, đi cả. Ngợp quá. Thở lên. Không thể nào mà ở được trong đó trong vòng quá 5 phút. Rất là ngợp. Cay mắt. Sudar ki. So like a cigarette. Dạ. Pajak kesem ko ate. Amma. Ate ir bur harat de. Wala e wala gadeshka. Konna. Oi. Ogum tar tar di kono. Iya. Ogum wa. Sudah kur go kus. Sudah kur. Ogum kur. Và khói nó đang bốc lên như thế này nè, cô bác anh chị. Làm sao mà không khói ngợp được. Nó ung lên á. Nhưng mà người ta sống quen rồi nên các bạn nó thấy không ngợp. Ui hồ này cảm thấy rất là khó chịu. Và đi thì cái đôi giày nó như thế này luôn nè. Không còn là đôi giày nữa. Ở đây là quần áo của họ treo ở đây à, chiếu. Và thậm chí chỉ có những cái áo như thế này thôi. Ngoài sau thì trồng một số bắp, một số cây gì đó nữa. Bên kia cũng có một ngôi nhà. Và chắc có lẽ là bạn này sống ở đây coi chỉ có một mình nên thôi. Nên tổ vẽ khá là thiếu thốn ha. Bây giờ tiếp tục hành trình của bác của chị. Chị này đang bán cái gì đây? Dạ. À, chị không cho quay phim. Chơi bí. Bí. Ồ, bầu hay bí không? Bí. Bí. Trái xoài. Trái xoài ở châu Phi. Tròn tròn. Mango. Mango. Ủa sao tụi trẻ biết tiếng Anh hay ta? Mango. Mango. À. Oh. Mango mày ít. À, eating. Eating. À. Fuck you. Eating. Bak.
Very happy boy. Yes, I see you. Yeah, ish. Bạn này đang tắt đầu. Không biết là một bạn nam hay bạn nữ nữa. Kushna. Hello. Yeah, it's about shot the aim. Yeah. Yeah, name that. Gar injera. Corn injera. Corn injera. À, cái này là thức ăn của họ đúng không con? Yeah. Yeah. Đây là nó đi đặt cái. Yeah. What? Corn injera, injera. Zaga, injera, injera, injera. Oh, đây là một cái thực phẩm mà ăn rất là phổ biến của người dân Ethiopia. There are three kinds of injera in Hari. The first one is teff injera, the second one is sorghum, and the last one is this one. Corn injera. But teff injera and sorghum injera is an epiphany and on Christmas and on New Year. Yeah. But this one is daily. Ăn hàng ngày luôn. Họ dùng cái này họ để ăn hàng ngày luôn nè. Đó là những cái ký tự Ai Cập. Dạ, 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 smile. Yeah. Corn injera, we test. After there, we test. We test with chili. Đây giống như cái không gian nhà bếp vậy. This Ari tribe's dance. Cái điều thú vị nhất anh Hồ cho quà bánh không có tình trạng giành giật mà rồi. Nó xếp hàng. Đi đấy. Những điệu nhảy chân đất. Cho cục kẹo à, mà nó nhảy quá trời luôn. Anh nhân nghe, cho cục kẹo mà nó nhảy. Đây là một cái điệu nhảy truyền thống của người dân Ethiopia phải không ha? Khi có một sự thiếu thốn thì mỗi quốc gia khác nhau nó có những cái điều giải trí riêng đúng không? Không, không phải là nó tôi đâu tụi nó suy chọn nó tôi tụi nó tôi chơi cho phù hợp. Ok, sau khi nhảy bây giờ mình tặng cho mọi đứa một cái bong bóng. Đây là một cái bánh nãy chị gái làm á. Injera. 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 Ăn cho đã. Ăn cho đã. Ăn cho đã. Ăn cho đã. Giống bánh bò.
có vị chua, có vị chua. Bột chua hả? Hơi chua, không biết là do là lâu nó chua hay là do cái nó nấu mà. Không, do cái bột. Bột 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 chắc ngâm á. Bột có luôn. Ok ok. Good. 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 Ok, thank you. Thank you, thank you. Cảm ơn. Tôi muốn nhờ anh tặng quà giùm bởi vì mấy em cũng cảm nha. Xếp hàng, xếp hàng. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Trật tự ghê không? Ba cái bông sống. Mà bắt ta nhảy ba bài nhạc. Nếu mà thời gian đi kiếm sau thì mình sẽ quay trở lại trước khi bay về lại thủ đô á. Có thể là ở đây là một cái gì ý nghĩa cho mùa lạc này ha. Vì nó cũng là nơi mình ở. Mà thấy đứa nhỏ rất thương. Hãy tặng gạo đi ha. Ok, được. Thoải mái. Mà đi mua cho là tặng gạo đi. Chia sẻ thêm với mọi người là những đứa trẻ khi mà trên tay nó có nhiều cái vết sẹo ở trên cơ thể, tức là nó sẽ lớn lên, nó sẽ trở thành một người rất là đẹp theo cái thẩm mỹ của người dân Ethiopia hay là như vậy. À. Ari local dance. Ari local dance. Yeah. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi một cái nơi khác nữa. Những đứa trẻ ở đây thì nó rất là dễ thương với những cái điều nhảy khá là độc đáo ngay tại đất nước Ethiopia, một cái bộ lạc mà coi như là phát triển nhất ngay tại Ethiopia. Thậm chí là buổi chiều họ cầm một cái thùng đi dọc đường để nhảy múa thôi. Và họ coi cái thùng lo kéo kéo cái gì đó rất là quý báu. Nó là một trong những cái hình thức giải trí mà chỉ có ở cái châu lục này thôi. Hay là một cái hình thức tuyên truyền gì đó của người dân Ethiopia. Ha 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 ha.
họ ra đường họ ngóng nghe những cái tiếng nhạc music music là like religious music. Yeah. song yeah. We call it mazmur. Đây là người. Đây là đường ở ngay tại cái bộ lạc này. Ở cái bà cụ bà đang quét nhà, bà rất là sợ cái camera của mình quay. Dạ. Bà cụ không biết gì luôn. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên bà cụ gặp cái máy quay mà mình cầm. Ôi. Rất là thú vị. Họ đều luôn ở đây thì người dân Ethiopia họ lao động tiền rất ít, nên mỗi khi mà gặp mình họ đều có một cái gọi là xin tiền. No money. Yeah. Thậm chí họ dùng cả những cái khăn lược. Will you go? Will you go? Bạn này đang lại kêu nói bạn mình đi đằng kia rồi. Ở đây là cái con bọ, con ngựa. Cuộc sống ở châu Phi thì nghèo nàn, lạc hậu và thiếu cái ăn cái mặc trầm trọng luôn. Và hôm nay thì khi đi đến đây thì Bụt Hồn có thể cảm nhận được cái sự thiếu thốn ngay tại cái quốc gia này, Ethiopia. 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 Yeah. Ethiopia. Khi em nhân chụp hình á thì một cái điều gì đó khá là lạ đối với ông cụ này. Ông chạy vô chụp hình và ông nhìn nè. Tại vừa hồi có bật một cái mắt camera trước, có thể nhìn từ trước ngược lại, nên ông cụ cảm thấy khá là lạ khi mà được chụp hình. Nhưng với những tiếp cận những thiết bị công nghệ như thế này, ở lúc trước thì vừa hồi có chia sẻ rằng á, thì có một đứa bé cầm một cái điện thoại được mẹ làm từ gốm. Ngày đám cưới sao không? Khalabat. Quay rượu. Get in and with your snacker. Và đây buổi chiều người ta đang uống rượu. Các người phụ nữ thì đi làm về. Họ rất là ngại khi mà mình cầm máy quay như thế này. Yeah. Local bar.
Đang uống rượu. Local bar, bar for drinking. It's local homemade beer. Một cái tục gì đấy? Đúng hay không? Em chịu á. Giống như đây là một cái quán rượu vậy đó, người ta sẽ đông cho những người người dân ở đây, người ta sẽ uống quán rượu đúng không? Quán rượu. Vodka, vodka. Local vodka. Vodka, you know vodka? Later, I'll tell you. It's a local vodka. It's a local homemade drink. Yeah. Giống vodka kìa. Đây là những cái ly rượu đúng không? Tại châu Phi. Ok. Green. Shot. One shot. Xin luôn. Asana. Yeah. Inani. Nam nữ đều uống chung luôn. Không phân biệt là nam nữ, cứ người uống rượu thôi. Hết ly rượu rồi. Đây là một bà chủ bán rượu. Bà chủ bán rượu. After there we see a local market over there. Ok. Bây giờ thì chắc có lẽ mà Inang karcha karchai. Ara baki. Sản phẩm khác. Anta anang karcha karchai zusi. Chào chào. Eo leo. Parang chu gara. Xin chào. Xin chào. Chào chào. Dạ xin chào. Chào. Dạ. Thôi bây giờ mình sẽ đi tiếp ha. Xin nào này sao? Này sao? Dạ. You can have with your phone, okay? À, có nghĩa là anh này anh đòi chụp hình và cho anh tiền. Bye bye. Có nghĩa là người dân họ thân thiện hay không thì bây giờ mình cũng không biết nữa, nhưng mà họ đều thiếu thốn về tiền bạc. Họ rất cần một cái gì đó từ du khách và cũng như là từ các anh em. Có thể là cho tiền hoặc là bánh kẹo, một cái gì đó thôi để gặp mặt. Chỉ cần một cái bong bóng nhỏ như thế này thôi, nhưng mà tụi nhỏ rất là vui. Đối với các đứa bé như thế này là một cái điều gì đó rất là xa xỉ. Còn một cái viên kẹo ngậm từ đầu đến giờ.